Chúng mày không hiểu được cái cảm giác bị lão hóa này điều khiển nó thế nào đâu. Vừa cay vừa nhục. Khốn nạn thật đấy. Chẳng lẽ tao lại thành thằng lừa đảo à? Thôi, mày đừng có nghĩ nhiều. Cố gắng nhịn một tí, xong ngày mai là trả hết nợ. Anh em mình đành quay lại cái máng lợn này, rau cháo nuôi nhau qua ngày vậy. Đúng đấy, ít ra anh em mình vẫn còn cái cửa hàng, không lo bị thất nghiệp. Phải làm lại từ đầu chứ biết sao bây giờ. Nhưng cái giá để làm lại từ đầu kể cũng đắt. Em có thấy thằng Lợi đâu không? Lợi nó vừa về nhà. Mà anh làm gì mà mặt cứ hầm hầm lên như thế? Khéo không người ta lại tưởng là anh định đi đánh nhau đấy. Anh đang điên tiết đây. Cái thằng Lợi dám đem xe đi cắm. Ôi thôi chết, sao lại thế? Anh cũng không biết nữa. Anh về qua chỗ gara thằng bạn có tí việc, đã thấy xe mình cắm ở đấy rồi. Anh đập chết thằng người. Ui anh, anh cứ từ từ, phải tìm hiểu xem thế nào đã chứ. Anh nghe em, em biết Lợi không phải là đứa chơi bời hư hỏng. Anh đừng có vội nổi nóng rồi để đánh chửi nó. Anh phải bình tĩnh, tìm hiểu xem sự việc nó như thế nào, rồi mình mới có hướng giải quyết. Bây giờ Lợi nó lớn rồi, thanh niên nó cũng có sĩ diện của nó chứ. Anh mà cứ nóng như thế, khéo là hỏng chuyện đấy. Đây, anh về rồi, em trả lại chìa khóa cho anh này. Sao vội thế? Chưa gì Hoa đã không muốn dính dáng đến anh nữa. Đừng cố theo đuổi người khác mà đánh mất bản thân của mình. Hãy cứ là ông đi, vô lo vô nghĩ. Còn hơn là ông cứ đâm đầu vào mấy cái chuyện làm ăn chộp giật như bây giờ. Hãy làm cái gì ông cảm thấy thực sự xứng đáng ấy. Thế tất cả những việc mà bà đang làm, bà thấy có đáng không? Là sao? Bà mải chạy theo, đuổi theo thằng Nghĩa. Yêu đơn phương nó mà không dám nói. Nhìn thấy người ta tay trong tay, tình cảm yêu đương với người con gái khác, bà thấy có đáng không? Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy là tôi không đáng để ông phải tốn nhiều thời gian tâm sức như thế. Đáng hay không thì tự trong lòng của tôi sẽ biết. Này nhá, chị Thanh tặng cả ba thằng, tôi đề nghị mở luôn tại đây. Chính xác. Phải mở. Ê, không được. Sao không được? Qua này, phải chờ hôm khai trương mới được mở. Hiểu chưa?